Ngày hôm nay là một ngày bận rộn như thường lệ của Lucky Cat. Thì sáng giờ làm chương trình bên Sell World hỗ trợ cho thầy Võ Văn Đảng. Chương trình thành công tốt đẹp. Và cuối chương trình thì cũng nhận được một cái bài game của thầy mà có thể nói rằng là trong 15 phút ngắn ngủi ấy, tất cả mọi thành viên trong lớp học có thể nói là đều lắng động lại và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Ngày hôm nay là một khóa học rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì cũng tranh thủ không dám ăn uống gì hết, chạy qua đây để đem cái phong qua nhà của Duy để làm một cái phong và quay thử đoạn clip này gửi cho anh cả để dựng thử Sky Zero như thế nào. Và nếu như tất cả mọi thứ suôn sẻ thì sáng ngày mai thì Tâm sẽ hỗ trợ để mua một cái phong mới to hơn phong như thế này để chúng ta có thể quay một cái talk show trực tiếp vào chiều ngày mai với giám đốc của Sewer là thầy Võ Văn Đảng trước khi thầy Đảng về Hà Nội ăn Tết. Ok, cảm ơn Phượng ngày hôm nay học rất là bận cũng lên phụ thầy. Cảm ơn em Hân đã mang đến cho anh một cái dự án content marketing của một cái doanh nhân người Mỹ tuyệt vời. 300 bài viết trong vòng 1 tháng, mỗi ngày viết 10 bài, khiếp thật. Ok, rất là nhiều điều muốn chia sẻ với mọi người, nhưng mà hy vọng rằng là cái tâm huyết của mèo may mắn Lucky Cat trong cái dự án Lucky Cat Production này, rất là nhiều cái dự án để dành cho chúng ta, đặc biệt là trong năm mới sẽ có những cái khóa đào tạo của công ty mình, để có những cái hợp đồng với những công ty để xây dựng doanh nghiệp cho họ, thì rất là cần sự hỗ trợ và động viên cũng như là góp sức của tất cả mọi người một tay, chứ một mình mèo thì không làm nổi. Vâng, thì cuối ngày rồi, cũng mệt rồi, cũng không biết nói gì nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và một giấc mơ đẹp nha. Bye bye.